đúc bá nấm đẹp cả nhà ơi. Ôi ôi này, đi san hô bên đây nữa cả nhà, quá trời luôn, mọc dài dài này. Khoan kia nè, bên đây đó, nguyên vòng một ổ luôn, rất tuyệt vời. Đây đám này là trắng nhất bên đây nè, quá tuyệt vời. Đây ở trong mình quay ra bùng 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 bùng, quá rồi. Chà hả, dạ muối này thế đẹp quay lại thôi cả này, chứ không biết là loại gì luôn. Bên ngoài vô cả nhà, trắng lên vùng luôn.